Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã quay trở lại chủ đề 10 vạn câu hỏi vì sao. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu vì sao máu của con bạch tuộc nó lại có cái màu xanh. Muốn biết được vì sao máu của bạch tuộc có màu xanh, cô và các em cùng nhau tìm hiểu nha. Hemocyanin là sắc tố khiến máu của bạch tuộc có màu xanh, là yếu tố giúp loài động vật này tồn tại ở môi trường nhiệt độ khắc nghiệt. Và cái sắc tố này có cái màu xanh liên kết với oxy trong máu, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể bạch tuộc để nuôi dưỡng các mô. Và sắc tố này trong máu là nguyên nhân khiến cho máu bạch tuộc có màu xanh thay vì màu đỏ giống nhiều loài động vật khác trong đại dương. Sắc tố này đảm bảo sự sống còn của bạch tuộc tại môi trường, có thể gây tử vong cho nhiều sinh vật khác. Từ nơi băng giá có nhiệt độ khoảng 1,8 độ C đến các lỗ thông nhiệt siêu nóng dưới đá. Và con bạch tuộc có 3 trái tim và nó cần oxy nhiều hơn hầu hết loài động vật không xương sống khác. Do đó, những cái sắc tố giúp bạch tuộc có một nguồn cung cấp oxy ổn định ngay cả khi không có nhiều oxy trong môi trường sống nữa. Như vậy chúng ta sẽ tìm hiểu được vì sao máu của con bạch tuộc có màu xanh rồi. Bài học đến đây là kết thúc. Các em hãy nhớ ấn nút đăng ký và chuông để nhận tiếp những bài học từ cô. Tạm biệt và hẹn gặp lại các em.